ăn cỗ lấy phần vốn là một phong tục lâu đời ở một số nơi thuộc các tỉnh, như Nam Định, Thái Bình. Bố mẹ, ông bà đi ăn cỗ sẽ lấy phần thịt, giò hoặc nắm xôi, quả trứng về cho con cháu ở nhà. Với nhiều địa phương, đó là nét đẹp và vẫn được lưu giữ đến ngày nay. Chị Nguyễn Thị Thủy, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, Nam Định chia sẻ, quê chị có phong tục đi ăn cỗ lấy phần. Gia chủ chuẩn bị sẵn 5-6 túi ni lon cho khách chia phần. Những món như giò, thịt gà, trứng vịt lộn, tôm sẽ được người dân chia phần đều nhau rồi cho vào túi mang về. Ai muốn ăn thịt thì ăn trong phần của mình, còn lại không được ăn phần của người khác. Những thứ còn lại như canh rau, đĩa dưa chua hoặc thịt bò, thịt lợn xào thì người dân ăn ngay tại mâm. Ngày xưa bà tôi đi ăn đám, tôi mong phần lắm, mặc định cứ đi ăn đám là có phần mang về. Tôi thấy đó cũng là việc làm hay, chia sẻ với mọi người, chị Thủy chia sẻ. Tuy nhiên, theo chị Thủy, gần đây chị nghe nói xã Giao Long, huyện Giao Thủy đưa ra yêu cầu phạt tiền những gia đình làm cỗ nếu để khách lấy phần. Cái này là tục lệ, có tội gì đâu mà xử phạt, chị Thủy tỏ vẻ bất ngờ. Để làm rõ thông tin trên, phóng viên đã trao đổi với ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Long. Ông Nam xác nhận có sự việc như trên. Theo ông Nam, đây là chủ trương của Ủy ban Nhân dân huyện Giao Thủy trong cuộc vận động văn minh văn hóa, làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không lấy phần, có khoảng 5-6 xã thực hiện thí điểm được hơn 2 năm nay. Khi người ta đi đăng ký, phía xã sẽ tuyên truyền và vận động là không làm cỗ to, không để xảy ra tình trạng lấy phần, kể cả người dân khi đi ăn cỗ. Chúng tôi cũng tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hóa mới, cán bộ văn hóa xã, công an xã và đại diện các thôn, xóm sẽ tuyên truyền với gia đình chủ cỗ, đồng thời giám sát việc này, ông Nam cho hay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Long cho hay, khi các gia đình đi đăng ký trên xã, mỗi gia đình sẽ phải đặt cọc 3 triệu đồng. Việc này do chính quyền xã tự đặt ra để đe người dân. Nếu gia đình nào vi phạm sẽ bị xử phạt, trừ vào số tiền đã đặt cọc. Ông Nam lấy ví dụ, một người lấy phần có thể phạt 500.000 đồng. Hai người có thể lên đến 1 triệu đồng nói chung, tùy vào mức độ để xử lý chứ không có con số cụ thể. Tuy nhiên, vị chủ tịch xã này xác nhận rằng, từ ngày có chủ trương đến nay, người dân thực hiện rất nghiêm túc nên chính quyền xã chưa xử phạt một trường hợp nào. Đặc biệt vào mùa cưới, xã sẽ phát thanh liên tục trên loa một tuần một lần để người dân nắm rõ. Ông Nam cũng tiết lộ rằng, cách làm này được chính quyền huyện, xã học từ bên huyện Hải Hậu, Nam Định. Trả lời câu hỏi về việc đây là một phong tục văn hóa truyền thống, đưa vào quy chế xử phạt liệu có quá cứng nhắc, ông Nam cho hay, chính các cử tri khi đi họp cũng nói rằng, đời sống của người dân khấm khá, nhưng món ăn trong mâm cỗ hầu hết cũng xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày, lấy phần về ăn không hết lại để tủ lạnh hoặc lại bỏ đi gây lãng phí. Vì vậy, họ đề xuất tuyên truyền, vận động, dần dần xóa bỏ thói quen ăn cỗ lấy phần. Ngoài ra, bỏ tục ăn cỗ lấy phần cũng là giảm áp lực cho gia đình làm cỗ vì ngày trước, cỗ có khi 4-5 đĩa giò nhưng giờ chỉ cần làm 1-2 đĩa, thay vào đó. Bây giờ người dân chủ yếu làm các món xào, nấu để mọi người cùng ăn luôn. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.